Xin chào anh em, mình quay trở lại xem kênh Đồng Hồ Cổ Công Chính. Thì hôm nay là thứ 6, ngày 14 tháng 4. Thì Công Chính sẽ chia sẻ tới anh em bộ sưu tập đồng hồ đeo tay chính hãng nha cả nhà. Bộ sưu tập đồng hồ đeo tay chính hãng ngày hôm nay thì có gồm 12 chiếc nha anh em. Em có đánh số thứ tự từ mã số 1 tới mã 12 nha. Hôm nay thì có rất là nhiều đồng hồ tự động luôn. Có 4 chiếc đồng hồ, đầu tiên là máy lên dây cót, còn lại là đồng hồ máy automatic hay còn gọi là máy tự động nha cả nhà. Máy rất là nhiều em hàng đẹp để cho anh em mình sưu tầm nha. Cũng rất là nhiều thương hiệu có tiếng luôn nha cả nhà. Để không làm mất thời gian của anh em nữa thì em vào chia sẻ luôn video ngày hôm nay nha. 4 chiếc đồng hồ đầu tiên là máy lên dây cót anh em. Đây là mã số 1 này. 4 chiếc lên dây, còn lại là 8 chiếc tự động nha cả nhà, 12 chiếc. Chiếc đồng hồ đầu tiên máy lên dây cót thương hiệu Whitnauer nha cả nhà. Đây Whitnauer. Whitnauer là thương hiệu anh em với Long Zin nha cả nhà mình. Thương hiệu khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ luôn đó. Quý đầu là anh em với thương hiệu Long Z nha, rất là đẹp. Chiếc quý đầu mặt số cực kỳ đẹp luôn nha, mặt số 2 tông, có vân đoạn họa tiết vân 3D rất là đẹp. Cái mặt số quý đầu vỏ bọc vàng 10k, máy lên dây cót 2,5 kim, mặt số vân 3D rất là nổi, rất là đẹp luôn, rất là nổi bật nha cả nhà. Thương hiệu quý đầu anh em với Long Z. Máy lên dây cót nha cả nhà. Vỏ bọc vàng đáy thép không rỉ. Vỏ bọc vàng 10k đáy thép không rỉ nha anh em. Tình trạng còn rất là đẹp luôn. Biết đâu anh em với Long Zin nha anh em. Chiếc quý đầu rất là đẹp nha. Lên tay cho cả nhà mình xem mã số 1 đi nha. Mình nhìn rất là độc đáo nha cả nhà. Đây là khi lên tay nha anh em mình. Lên tay rất là đẹp, rất là đơn giản thôi nha cả nhà. Nhìn đơn giản rất là đẹp nha anh em. Rồi, lên tay này em sẽ đo size nha cả nhà. Size của em này là size 33,5, 335. Mã số 1 size 335, giá là 2,5 triệu. Quý đầu ơi, size 335 giá 2,5 triệu nha cả nhà. Mã số 1. Đi tiếp cả nhà mình, mã số 2 nha cả nhà. Mã số 2 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ thương hiệu Pháp và Luba nha cả nhà. Pháp và Luba là thương hiệu lâu đời thuộc loại bậc nhất của Thụy Sĩ nha, một thương hiệu lâu đời nhất thế giới nha anh em. Những thương hiệu đồng hồ lâu đời nhất thế giới, thương hiệu Pháp và Luba của Thụy Sĩ nha. Thương hiệu khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ nha cả nhà. Rất là lâu đời rồi nha. Lập mấy trăm năm trước rồi nha anh em. Pháp và Luba. Logo của nó là hình cái đồng hồ cát nha cả nhà. Pháp và Luba Geneva. Dòng con này là máy lên dây cót 3 kim một lịch. Được thiết kế bộ vỏ cực kỳ đẹp luôn nha. Vỏ bọc vàng, đáy thép phong rỉ, mặt số màu trắng nguyên zin, 3 kim một lịch. Tình trạng còn rất là đẹp nha anh em. Khá là đẹp nha. Pháp và Luba. Mặt rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rất là hoài cổ nha. Bộ vỏ nó khá là đẹp nha anh em. Vỏ trên thiết kế rất là mạnh mẽ nha. Giờ em lên tay cho cả nhà mình xem số 2 nha cả nhà. Pháp và Luba này. Lên tay cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là khi lên tay nha anh em. Rất là đẹp nha cả nhà. Số 2 Pháp và Luba lên tay rất là đẹp nha. Rồi. Sau khi lên tay cũng đo size cái này nha, cái này size khá là chuẩn nha cả nhà mình. Size của em này nó là size 3 gần 35 luôn nha cả nhà. Size gần 35. Size gần 35 luôn nha anh em. Mã số 2. Pháp và Luba size gần 35 giá là 2,7 triệu nha.
2,7 triệu cái mã số 2. Một chiếc đồng hồ Fab ở Dubai thương hiệu này rất là hiếm nha, nhưng mà mình chưa có thương hiệu này mua sưu tầm nó cũng được nha, rất là hiếm, một thương hiệu lâu đời nhất thế giới nha cả nhà. Mình đi tiếp với cả nhà mình là mã số 3 nha. Mã số 3 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Kami nha cả nhà. Đồng hồ thương hiệu Kami nha anh em. Kami thương hiệu khá là quen thuộc của Thụy Sĩ nha cả nhà. Thương hiệu Kami. Em này là Kami được thiết kế theo kiểu mặt số hoa nở nha cả nhà. Mặt số hoa nở hoa màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Mặt số 3D vân hoa nở rất là đẹp nha. Mặt số 3D có vân và có hoa nở màu đỏ cực kỳ đẹp. Bộ càng bộ trên càng vỏ rất là đẹp, rất là độc nha, rất là hiếm. Ở đây là hàng sưu tầm cho nghe là mình chơi nha. Chiếc đồng hồ không đụng hàng nha cả nhà. Kami hoa nở rất là đẹp luôn. Thường anh em thấy Burel hoa nở, hôm nay có một chiếc Kami hoa nở của Thụy Sĩ luôn nha anh em. Rất cực kỳ đẹp luôn nha, vỏ tình trạng còn cực kỳ đẹp luôn. Một bọc vàng đáy thép không rỉ, mặt số hoa nở màu đỏ. Em đeo rất là xuất sắc nha, không đụng hàng nha cả nhà. Mã số 3. Bên tay cho cả nhà mình xem nha. Nghe là mình kiếm một chiếc hoa nở mà xuất sắc thì chiếc này đừng bỏ qua nha cả nhà. À, mình chưa có dòng hoa nở mà muốn kiếm một chiếc nào xuất sắc thì chơi chiếc này nha cả nhà. Chiếc này còn rất là xuất sắc luôn. Vừa độc đáo vừa hiếm. Hoa nở cực kỳ đẹp luôn. Đeo lên tay rất là thu hút mọi nhìn nha cả nhà. Đeo lên tay rất là bắt mắt luôn nha anh em. Rồi. Lên tay này em sẽ đo size nha cả nhà. Kami hoa nở của Thụy Sĩ. Máy là gì có? Size em nó là size 34.5 nha cả nhà. Giá em này là 9 triệu nha anh em. Giá 9 triệu. Mã số 3. 9 triệu nha cả nhà. Anh em nào mình thích mẫu nào thì mình có thể chốt cho em qua hai số điện thoại em để bên góc phải màn hình. Anh em mình gọi qua Zalo hay là gọi trực tiếp đều được nha cả nhà. Anh em mình gọi số này không được thì anh em gọi số còn lại nha. Phải số khi đang bận thì anh em cứ gọi số còn lại nha cả nhà. Rồi, đi tiếp với cả nhà mình mã số 4 nha. Mã số 4 ngày hôm nay có một chiếc đồng hồ bằng vàng đúc 18K, rất là đẳng cấp nha anh em. Số 4 này là một chiếc đồng hồ vàng đúc 18K thương hiệu Corum nha cả nhà. Mình chơi đồng hồ chắc cũng biết đến thương hiệu Corum rồi nha cả nhà. Cái Corum đồng tiền rất là nổi tiếng luôn. Thương hiệu rất là lớn nha, thương hiệu Corum dòng đồng tiền. Vỏ bằng vàng đúc 18K nha anh em. Corum đồng tiền vàng đúc 18K. Mặt số thiết kế là mặt số đồng tiền đại bàng $20 của Mỹ, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Mặt số nguyên zin rất là đẹp nha cả nhà. Vỏ bằng vàng đúc 18K khía rất là đẹp luôn, núm zin có tiếng đá. Vỏ này bằng vàng đúc nguyên khối luôn nha cả nhà. Đây, vàng đúc luôn nha anh em. Đeo cực kỳ xuất sắc luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Và tiếp là phía sau nó là hình nữ hoàng nha. Nữ hoàng nổi cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà mình. Núm zin phía trên nha anh em. Chiếc Corum cực kỳ xuất sắc luôn nha cả nhà mình. Vàng đúc 18K thương hiệu Corum rất là xuất sắc nha anh em. Dây là dây bọc vàng nha, dây lưới bọc vàng, dây lưới xưa bọc vàng luôn nha cả nhà. Lên tay chiếc này như một khối vàng luôn nha cả nhà. Dây bọc vàng rất là đẹp nha anh em. Lên tay cho cả nhà mình xem chiếc số 4 này nha. Corum vàng đúc 18K, Corum đồng tiền nha cả nhà. Dòng nổi tiếng, dòng rất là nổi tiếng của Corum nha, dòng Corum đồng tiền. Chất liệu bằng vàng đúc 18. Mình xem lên tay chiếc này nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Như khối vàng đeo cực kỳ đẹp luôn nha nha. Nam tay to tay nhỏ gì đeo cũng đều xuất sắc hết nha cả nhà. Corum phải thiết kế với loại đồng tiền đeo rất là đẹp luôn này. Đây, để mình xem. Nam tay to tay nhỏ gì đeo cũng đẹp hết nha cả nhà. Corum vàng 18, đồng tiền hai mặt luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Đeo lên tay quá đẹp luôn nha cả nhà. Nam hay
nam tay nhỏ, to tay nhỏ đeo đều đẹp hết luôn nha anh em. Chiếc condom rất là đẳng cấp nha cả nhà. Tùy nổi rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp nha cả nhà. Sau khi lên tay em sẽ đo size nha. Size của em này là size 33,2, 33,2, 33,3 nha. Size cũng rất là đẹp nha, 33,3. Size rất là đẹp nha, 33,3. Và colorum vàng đúc 18k. Đồng tiền này có giá là 35 triệu nha anh em. Giá 35 triệu nha, mã số 4. Rất là xuất sắc luôn. 35 triệu cho mã số 4 nha anh em. Chiếc colorum đồng tiền vàng 18. Thương hiệu cực kỳ lớn nha anh em cả nhà. Rồi em đi tiếp tục cả nhà mình. Mã số 5 nha. Mã số 5 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Ruen nha cả nhà. Ruen máy tự động. Ruen máy tự động. Ba kim nha anh em. Một chiếc đồng hồ Ruen máy tự động. Ba kim rất là đẹp nha. Ruen máy auto. Từ mã số 5 này trở đi đều là máy automatic nha cả nhà. Anh em mình quan tâm máy tự động thì có tiếp tục nha. Từ mã số 5 đến mã 12 đều là máy tự động nha cả nhà. Ruen máy auto 3 kim, vỏ bọc vàng 10k, đáy thép không rỉ. Ruen cực kỳ đẹp luôn nha. Ruen máy auto 23 trên kính của Thụy Sĩ, vỏ bọc vàng 10k, bộ kim lá lúa, kim rất là đẹp luôn nha anh em. Vỏ bọc vàng 10k, đáy thép không rỉ, tình trạng còn cực kỳ xuất sắc nha cả nhà. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc Ruen rất là đẹp nha. Ruen của Thụy Sĩ. Lên tay cho cả nhà mình xem thử nha. Mã số 5. Đây là khi lên tay nha cả nhà. Ruen máy auto 3 kim. Lên tay đi. Kỳ sáng đẹp nha cả nhà mình. Đeo rất là đẹp, rất là hoài cổ nha. Rồi. Sau khi lên tay em sẽ đo size đấy nha. Ruen auto 3 kim. Size của nó là size 335. Giá của em này là 3,4 triệu. Mã số 5, 3,4 triệu nha anh em. Ruen Thụy Sĩ máy tự động size 335. Giá là 3,4 triệu. Mã số 5. Tiếp tục với cả nhà mình mã số 6 nha. Mã số 6 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu LG của Thụy Sĩ nha cả nhà. Một chiếc đồng hồ thương hiệu LG của Thụy Sĩ. Máy automatic LG tự động 3 kim 1 lịch. Chiếc này đặc biệt của nó là mặt số của nó là mặt số màu xanh. Màu xanh biển đậm nha cả nhà. Đây là mình hợp mệnh với màu xanh biển, đeo chiếc này cực kỳ xuất sắc luôn. LG mặt số màu xanh biển rất là đẹp nha, mặt số của nó đẹp. Rất là đẹp luôn nha anh em. Không tì vết. 3 kim 1 lịch, vỏ bọc vàng 10k toàn thân. Tình trạng còn cực kỳ xuất sắc nha. 3 kim 1 lịch, mặt số của nó là mặt số màu xanh biển đậm. Rất là xuất sắc luôn nha anh em. Chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà mình. LG tự động 3 kim 1 lịch. Vỏ bọc vàng 10k toàn thân. Mặt số màu xanh biển đậm rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nếm lên tay cho cả nhà mình xem thử chiếc này nha, mã số 6. Đây là khi lên tay nha anh em. Mặt số của nó rất là đẹp luôn nha, rất là sáng đẹp luôn.
sau khi lên tay là em sẽ đo size nha cả nhà mình. LG máy tự động 3 kim mực lịch, bọc vàng 10k toàn thân, size của em này là size 34, giá là 5.4 triệu nha, mã số 6, size 34, giá là 5.4 triệu nha cả nhà. LG của Thụy Sĩ nha anh em. Đi tiếp tục với cả nhà mình, mã số 7 nha, mã số 7 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Candino của Thụy Sĩ nha. Candino thương hiệu khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ, tới ngày nay vẫn còn sản xuất nha cả nhà mình. Candino máy tự động của Thụy Sĩ, thương hiệu Candino dòng Chapara nha cả nhà. Chapara rất là đẹp luôn. Máy automatic 3 kim 2 lịch nha. Tình trạng còn cực kỳ đẹp luôn, mặt số màu trắng chạy tia, tình trạng còn rất là đẹp nha cả nhà. Mặt số không tì vết luôn, là mặt số rất là đẹp luôn nha anh em. Trắng chạy tia, mặt số không tì vết nha cả nhà mình. Kiến hơi bị xước nhẹ, mình đánh kiến vuốt sơ một cái là mới như mới ken luôn nha cả nhà. 3 kim 2 lịch, vỏ bọc vàng. Tình trạng cũng còn rất là đẹp luôn, không có bong chóc chỗ nào hết. Đấy là đấy có logo luôn nha cả nhà. Đấy logo này là tàu ngầm luôn nha. Nhìn rất là chín luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Candino Jabra 3 kim 2 lịch, vỏ bọc vàng, đấy logo tàu ngầm, cực kỳ xuất sắc luôn. Lên tay cho cả nhà mình xem cái này nha, số 7. Logo này rất là hiếm gặp luôn nha cả nhà. Candino có logo đấy, logo tàu ngầm cực kỳ hiếm luôn. Logo nổi nha. Đây là khi lên tay nha. Candino 3 kim 2 lịch trên tay nha cả nhà. Rất là đẹp nha anh em. Rồi. Sau khi lên tay em cũng bao sai cái này nha. Candino chắc ra. Size của em nó là size 35.5 nha. Mã số 7 size 35.5. Giá là 4.800.000 nha cả nhà. 4.800.000 cho mã số 7 này. Em đi tiếp số 8 nha cả nhà mình. Mã số 8 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Niveda của Thụy Sĩ nha anh em. Niveda máy automatic nha. Niveda máy tự động 3 kim 1 lịch. Niveda Ren. Thương hiệu rất là đẳng cấp của Thụy Sĩ luôn nha cả nhà. 3 kim 1 lịch, mặt số nguyên bản nguyên zin. Màu này là màu giống như là màu rượu nha cả nhà. Màu cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ đỏ nâu nâu nha, rất là đẹp nha. 3 kim 1 lịch cực kỳ xuất sắc nha. Niveda Ren, mặt số nguyên zin, mặt màu cực kỳ độc luôn nha. Rồi mình xem từ xa nha, rất là đẹp luôn. Niveda Ren 3 kim 1 lịch, vỏ bọc vàng 10k toàn thân, nguyên bản không mòn hay bong chóc chỗ nào luôn nha cả nhà. 10k Goldfield cực kỳ xuất sắc luôn. 3 kim 1 lịch, bọc vàng 10k toàn thân, thương hiệu Niveda Ren. Cực kỳ đẹp luôn, cái mặt nó rất là đẹp luôn nha cả nhà mình. Rất là đẹp nha cả nhà. Mã số 8. Lên tay cả nhà mình xem nha. Niveda Ren máy tự động 3 kim 1 lịch. Rất là đẹp nha cả nhà. Mình ra mặt nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em.
sau khi lên tay em cũng đo sai nữa nha cả nhà mình. Mã số 8. Size của con này là size 3, gần 35 nha cả nhà. Size gần 35, mã số 8. Nivea Ren 3 kim 1 lực. Giá là 6.4 nha cả nhà. Size 35, giá là 6.4 nha anh em. 6.4 cho mã số 8. Đi tiếp với cả nhà mình mã số 9 nha. Mã số 9 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu One Time nha cả nhà. Chiếc One Time này nguyên zin 100% luôn. Nguyên zin cả dây và khóa nha. One Time máy tự động. One Time dòng Maxim VIP. Gọi là One Time Maxim VIP hay là One Time Maxim VIP nha cả nhà. VIP là dành cho khách VIP đó nha cả nhà, như là VIP đó. Đang mình gọi là VIP đó nha cả nhà. One Time Maxim VIP. 3 kim, 1 cửa sổ lực. Con này bằng thép phong rỉ nha cả nhà. Kiến hơi xước thì nghe mình vuốt sơ là mới thôi nha cả nhà. Vỏ là vỏ thép phong rỉ nguyên con. Thiết kế theo form hình vuông nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Mặt số của nó là mặt số 3D. Kiến hơi xước thì nghe mình vuốt sơ là kiến nó như mới thôi nha anh em. Chiếc này cực kỳ xuất sắc luôn nha. Nguyên zin hết. Nấm zin luôn nè cả nhà. Đấy là bằng thép không rỉ nguyên zin hết nha cả nhà. Mấy chiếc thép không rỉ này mình mới muốn nó mới cỡ nào thì nên mình cứ ra đánh bóng mình vuốt sơ cái là mới. Còn anh em nào hoặc anh em mình mua ở bên em, anh em là mình muốn làm cho nó mới thì anh em cứ nói em một tiếng, em làm miễn phí luôn, không lấy tiền nha cả nhà. Làm như mới cho cả nhà mình luôn, tùy anh em thôi. Còn anh em nào mình thích chơi kiểu đồ cổ hoài cổ nên mình để xước xước thì tùy anh em, thì em sẽ để nguyên zin cho cả nhà mình nha. Nên là mình muốn làm mới em làm mới luôn nha. Mã số 9, One Time Maxim VIP. Máy tự động 3 kim 1 lực. Nguyên zin 100% nha cả nhà. Thiếu cái hộp nữa là đủ nguyên bộ luôn nha. Bằng thép phong rỉ nên mình mới có nào thì mới có đó thôi nha cả nhà. Cho nên mình đeo đi. Đi cày cũng cực kỳ xuất sắc nha. Đi cày nhìn nó đẳng cấp lắm nha cả nhà mình. Đồng hồ thủy sĩ lúc nào nó đẳng cấp nha cả nhà. Giá chỉ có 3.000.000 mà nên mình đeo chiếc đồng hồ rất là đẳng cấp luôn nha. Đó, One Time thủy sĩ 3 kim 1 lực máy tự động luôn. Một số cực kỳ đẹp luôn nha. Đeo một chiếc đồng hồ rất là đẳng cấp nha. Mặt của nó 3D cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Có 3.000.000 thôi nha anh em. One Time Maxim VIP 3 kim 1 lực. Rồi, lên tay cũng đồ sai đó nha anh em. Size của em này là size vuông 34 nha, khá là bự nha cả nhà mình. Vuông 34 nữa, cầm cỡ mình size tròn 37 38 nha, đeo cực kỳ đẹp luôn. Mấy cái động mới lắc là nó chạy thôi nha. Nó lắc là chạy liền nha. Rất là đẹp nha anh em. Mã số 9 giá là 3.500.000 nha cả nhà. One Time Maxim VIP, mã số 9 giá là 3.500.000. Giá rất là bình dân thôi nha anh em. Sở hữu một chiếc One Time vuông vuông. Đeo cực kỳ đẹp luôn, mấy cái động một hình vuông rất là hiếm nha. Mình đi tiếp với cả nhà mình. Mã số 10 nha cả nhà. Mã số 10 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ LG của Thụy Sĩ. LG này được thiết kế theo form Rolex nha anh em. Chiếc đồng hồ form Rolex cực kỳ đẹp nha cả nhà mình. Chiếc LG Thụy Sĩ được thiết kế theo form Rolex luôn nha cả nhà. Form Rolex nha anh em. Đây là form Rolex nha cả nhà. Niên khí Rolex nè, niên khí kiểu Rolex, vỏ bọc vàng. Niên khí Rolex dây là nguyên zin hết luôn theo đồng hồ nha cả nhà. Mặt cực kỳ xuất sắc luôn, em này cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. 3 kim, 2 cửa sổ, đây là lịch thứ và lịch ngày. Form Rolex cực kỳ đẹp, vỏ bọc vàng, đáy thép không rỉ, dây nguyên zin luôn nha cả nhà. Dây bọc vàng nguyên zin theo đồng hồ luôn. Đẹp cực kỳ ôm tay luôn nha anh em. LG Form Rolex rất là đẹp luôn nha cả nhà. 3 kim, 2 cửa sổ lịch, máy tự động của Thụy Sĩ. Mặt của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Lên tay rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Mã số 10 nha. Dòng lên tay cho cả nhà mình xem nha. Nguyên zin cũng tổng thì cũng nguyên zin 100% nha anh em. Thiếu cái hộp thôi nha. LG Formulex nguyên zin 100%. Thiếu hộp thôi nha cả nhà. Lên tay cho cả nhà mình xem nha. Đây là khi lên tay chiếc LG này đi. Nó bụi nha cả nhà.
đẹp nha anh em. Bàn tay rất là xuất sắc luôn. LG Phone Flex 3 kim 2 lịch, cực kỳ xuất sắc luôn nha cả nhà. Rồi, sau khi lên tay em cũng đo size nha. Nhiều chiếc Rolex, nó tiểu Rolex luôn nha cả nhà. Đó số 10, size này là size 36.5, giá là 5 triệu thôi nha. Mã số 10 size 36.5, giá 5 triệu. Chiếc LG Phobolic Thụy Sĩ 3 kim 2 lịch size 36.5, giá 5 triệu. Giá rất là hợp lý cho nên là mình chơi nha cả nhà. Đi tiếp tục với cả nhà mình. Mã số 11 nha. Mã số 11 này là chiếc đồng hồ cực kỳ độc đáo luôn. Đến từ thương hiệu Lucevicat nha cả nhà. Chiếc này rất là độc luôn nha. Khá là khó kiếm một chiếc thứ hai nha cả nhà mình. Những chiếc này khá là hiếm gặp. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Lucevicat nha. Chiếc Lucevicat này mặt số tráng gương. Nó sáng lên đó, mình soi gương luôn nha cả nhà. Mặt số cực kỳ sáng luôn. Mặt tráng gương màu vàng luôn nha. Thương hiệu Lucevicat, dòng máy là dòng siêu sắc nha anh em. Mặt số là kiểu tráng gương. Của Thụy Sĩ nha, cực kỳ xuất sắc luôn. Vỏ bọc vàng, hàng nót luôn nha anh em. Nhìn zin hết nha, hàng nót và nguyên tem nha. Lucevicat hàng nót rất là xuất sắc luôn. Mình xem cực kỳ xuất sắc nha cả nhà. Lucevicat siêu sắc 3 kim 2 cửa sổ lịch, máy automatic nha cả nhà. Mặt số tráng gương vàng cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp nha anh em. Mà lên tay là cực kỳ đẹp luôn. Nam mà đeo chiếc này là không thể chê luôn nha cả nhà. Thiết kế đi trước tương lai luôn nha. Để lên tay cho mình xem chiếc Lucevicat này nha. Lucevicat siêu sắc máy automatic. Ba kim hai lực nha cả nhà. Lực nó là lực 6 giờ, lực lọc luôn nha. Lên tay nó là rất là đẹp luôn nha. Nên mình nam tay to đeo cực kỳ đẹp luôn. Một chiếc đồng hồ đeo không có chỗ nào để chê luôn nha cả nhà. Đeo quá đẹp luôn nha anh em. Cực kỳ xuất sắc luôn nha anh em. Lucevicat siêu sắc. Mặt số tráng gương, sáng như gương luôn nha. Tình trạng hàng nót đấy nguyên tem luôn, cực kỳ xuất sắc. Máy tự động nha. Rồi. Sau khi lên tay rồi em sẽ đo size nha cả nhà. Size của nam to, tay to nha anh em. Size này là size ngang của nó là gần 40, 39.5. Size dọc của em này nó là size 47 nha. Size kỳ to luôn nha cả nhà. Nó size rất là lớn luôn. Mã 11, giá nó là 9 triệu nha một chiếc đồng hồ. Cực kỳ hiếm luôn nha. Lucevicat siêu sắc 3 kim 2 lịch. Giá 9 triệu nha, máy tự động luôn nha cả nhà. Máy tự động màu vàng. Hàng nót nha nha. Chiếc này cực kỳ hiếm nha. Không sưu tầm chiếc này thì sưu tầm chiếc nào nha anh em. Hiếm. Mã 11 nha. Rồi đi tiếp theo. Mã cuối cùng hôm nay là mã 12 nha. Mã 12 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Movado nha cả nhà. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Movado dòng Kingmatic nha anh em. Movado Kingmatic. Mình biết Movado Kingmatic nha. Kingmatic là một dòng rất là nổi tiếng của Movado. Dòng cao cấp của thương hiệu Movado nha anh em. Movado Kingmatic. Đây, cho cả nhà mình xem Movado Kingmatic 3 kim 1 lịch nha. Cực kỳ xuất sắc luôn nha anh em. Movado Kingmatic. Máy automatic luôn nha. 3 kim 1 lịch, mặt số nguyên zin. Màu trắng chạy tia. Vỏ bọc vàng hồng. Nguyên bản hết nha anh em. Mà nguyên zin luôn nha. Nấm zin có logo, kính zin có lớp logo nổi vàng hồng luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Mặt số màu trắng tia có logo vàng hồng, vỏ cũng là bọc vàng hồng luôn nha, cực kỳ đẹp. Chiếc này bọc vàng hồng rất là xuất sắc nha anh em. Ba kim một lịch, đặc biệt nữa là đáy của nó có logo hình xe ngựa thần mặt trời nha, thần mặt trời đây nha cả nhà. Đặc điểm của dòng Kingmatic nha, logo nổi cực kỳ xuất sắc luôn, rất là đẹp nha, gần như hàng nót luôn nha cả nhà. Chiếc Movado này gần như là hàng nót nha. Vỏ bọc vàng hồng, đấy logo nổi đúng zin có logo nè, ba kim một lịch, kính có lớp hết nha cả nhà.
dây da cá sấu luôn nè, cực kỳ xuất sắc luôn. Lên tay vào nhà mình xem mã 12 nha, đeo tặng cấp hơn Omega nha cả nhà. Omega rất là nhiều anh em mình bán rồi, mà mua luôn kim tích thì rất là hiếm, có anh em nào bán nha. Mà màu vàng hồng nữa chứ, mua đô kim tích 3 kim một lịch, vỏ bọc vàng hồng lấy logo nổi. Này mình kiếm cái này rất là hiếm luôn nha cả nhà, chiếc này sưu tầm cực kỳ hiếm. Đi ra cá sấu đeo lên tay cực kỳ sang trọng luôn nha cả nhà. Ba khi một lượt mua vào đô kim matic cực kỳ hiếm có nha cả nhà, giá chỉ bằng một chiếc Omega DV bình thường thôi nha cả nhà. Một chiếc đồng hồ mua vào đô cực kỳ khó xanh luôn nha, mã 12, size to đẹp chuẩn nè, bọc bằng hồng size to chuẩn luôn, size này là size 35, giá em nói là 14 triệu nha, mã 12 14 triệu luôn, giá rất là đẹp trong một chiếc Movado Kingmatic bọc vàng hồng sen lụa thần mặt trời nha cả nhà mình, giá 14 triệu nha, mã số cuối cùng ngày hôm nay rồi. Như vậy là em đã chia sẻ hết với cả nhà mình video gồm 12 chiếc đồng hồ đeo tay chính hãng rồi nha cả nhà, 12 chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ nha cả nhà. Anh em mình quan tâm mẫu nào mình có thể nhấc điện thoại lên gọi cho em hai số điện thoại để góc phải màn hình, anh em mình gọi bất kỳ số nào cũng được nha. Ở đoạn thành phố Hồ Chí Minh anh em mình ghé trực tiếp địa chỉ 67 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình để xem và mua hàng trực tiếp nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết video này, em chúc cả nhà mình có những ngày cuối tuần bên gia đình nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc nha, cũng có nhiều may mắn nha. Chúc cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian xem hết video, hẹn em anh em ở những video tiếp theo nha. Xin chào tất cả và hẹn gặp lại.